Xin chào các bạn, nay giới thiệu cho các bạn về cây mai chiếu thủy. Đây, đây mai chiếu thủy, bông của nó đây quý vị. Đó, cây này thì rất là đẹp rồi. Cây này thì nó cao 50cm nha quý vị. Đây cái gốc của nó đây ạ. Cây rất là xum xê, dày đặc luôn. Đó, cây rất là xum xê, dày đặc. Cao được khoảng 50cm. Tán cũng rất là bự. Đây, tán là gì đây? Tán rất là bự. Đó. Rồi, đây là mình sẽ qua đây. Đây là chậu mai chiếu thủy nhỏ. Đấy. Đây nha quý vị. Đây, chậu mai nhỏ của nó đây. Nhỏ đây. Rồi, quý vị có nhu cầu mua cây mai chiếu thủy này thì hãy liên hệ tới vườncây.vn. Chúng tôi là chuyên cung cấp sỉ và lẻ cây mai chiếu thủy này nha quý vị. Mua số lượng càng nhiều giá thì sẽ càng tốt. Rồi, xin cảm ơn ạ.